Ngày hôm nay Hà Linh Xuân rất là vui, tại vì cứ mỗi Tết tới thì được gặp tất cả quý vị khán giả khắp mọi nơi, thì thỏa mãn cho nó là cái niềm đam mê của mình mà hát. Và nói là hồi nãy quý vị biết là Hà Linh Xuân xuống là coi như là chỉ biết là nói là chết rồi, làm sao hát đây mà không có nói được luôn quý vị. Nhưng mà nhờ anh Khoa, thì gia đình của anh Khoa đã coi như là cho Hà Linh Xuân tá túc một ít thời gian mà get ready để mà ra đây gặp tất cả quý vị như thế này. Một lần nữa cảm ơn anh Khoa rất là nhiều, cũng như là rất vui vì hôm nay quý vị đến rất là đông đủ như thế này. Thì bây giờ thì quý vị thường thấy Hà Linh Xuân là nãy giờ là áo dài, mình đi tới đi lui hát như vậy, nhưng mà ngày hôm nay cho phép thầy ơi cho con sống thật với tất cả quý vị khán giả, người thật việc thật, cái gì cũng thật hết. Quý vị thấy Hà Thanh Xuân bằng da bằng thịt nên là hôm nay quậy tí xíu được không quý vị? Yes. Và đây là một ca khúc mà Hà Thanh Xuân rất là thích, nằm trong cuốn CD mới nhất của mình, CD Đời Con Gái mà quý vị ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua. Đây là một ca khúc của nhạc sĩ Giao Tiên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Lại Nhớ Người Yêu. Thank you. Trong lòng mắt buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, anh ơi anh có hiểu coi, tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy, trời nào mà không xanh thì xin anh nhớ cho rằng tim vàng em sáng rọi lòng anh. Rồi đường đến để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu, trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Thương.
trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn một vị khách đã lì xì cho Hà Thanh Xuân trong ngày đầu năm mới. Và cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều ạ.